Chào mừng các em đến với chương trình học trực tuyến. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu các em học bộ môn sinh lớp 9. Thì tiếp theo, hôm rồi thì các em sẽ tìm hiểu tiếp bài 43 và bài 44. Thì trước tiên đi vào cái bài 43 thì thầy sẽ giới thiệu các em nội dung của bài 43, đó là ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật. Đi vào cái hoạt động thứ nhất, các em sẽ tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật. Ở đây, các em thấy đa số các sinh vật sống trong phạm vi nhiệt độ từ 0 đến 50 độ C. Tuy nhiên, có một số sinh vật sống ở nhiệt độ rất cao, ví dụ vi khuẩn ở suối nước nóng chịu nhiệt độ khoảng 70 đến 90 độ C. Ngoài ra, có một số sinh vật sống ở nhiệt độ rất thấp, ví dụ ấu trùng sâu của ngô chịu nhiệt độ ở âm 27 độ C. Vậy ở thực vật, cây chỉ quang hợp và hô hấp ở nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C. Còn nhiệt độ trên 40 độ C và dưới 0 độ C thì cây ngừng quang hợp và hô hấp. Ngoài ra, cây sống ở vùng nhiệt đới và ôn đới có đặc điểm về hình thái khác nhau. Ví dụ, chúng ta thấy là cây ở vùng nhiệt đới thì lá biến thành gai, bề mặt có tầng cutin dày, hạn chế sự thoát hơi nước khi nhiệt độ không khí cao, hoặc thân mọng nước, ví dụ chúng ta có cái cây xương rồng hoặc là cây hoa đá. Còn khi cây sống ở vùng ôn đới thì lá cây nó vàng vào mùa thu và rụng lá vào mùa đông. Làm như vậy để chi? Để nó giảm cái diện tích tiếp xúc với không khí lạnh, hoặc một số cái thân cây và rễ nó có lớp bần dày tạo thành lớp vỏ để bảo vệ cây. Ngoài ra, khi động vật ở cái vùng lạnh và vùng nóng có nhiều đặc điểm khác nhau. Ví dụ, lông của thú sống ở vùng lạnh dày hơn so với lông thú sống ở vùng nóng. Hoặc ở chim, thú cùng loài hoặc loài gần nhau ở vùng lạnh có kích thước lớn hơn vùng nóng. Ví dụ, các em thấy gấu ở Bắc Cực hay là gấu ngựa ở Việt Nam, thì hai cái loài này chúng ta thấy là gấu Bắc Cực thì chúng ta thấy là cái kích thước của nó có thể là lớn hơn so với gấu ngựa ở Việt Nam. Ngoài ra, nhiều loài động vật có tập tính lẩn tránh nơi nóng hoặc lạnh quá bằng cách chui vào hang hay là ngủ đông hoặc là ngủ hè. Ví dụ, gấu Bắc Cực ngủ đông, hoặc là chim di cư, hay là chuột đào hang tránh nóng, hoặc ếch chui vào hốc bùn ngủ đông, hay là sư tử tránh nóng trong hang đá, hoặc gấu Bắc Cực ngủ đông. Vậy, dựa vào sự ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật, người ta mới chia sinh vật thành hai nhóm. Thứ nhất là cái nhóm sinh vật biến nhiệt, thứ hai là nhóm sinh vật hàn nhiệt. Thì cái nhóm sinh vật biến nhiệt gồm có các sinh vật, vi sinh vật, nấm, động vật không xương, cá, ếch nhái, bò sát. Về cái đặc điểm của nó là nó có nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. Ví dụ, chúng ta có ếch hay là lúa nước, thằn lằn bóng đuôi dài. Còn cái môi trường sống của nó là thường là sống trong nước. Ví dụ là ếch trong nước, lúa nước thì trong nước, thằn lằn bóng đuôi dài thì ở mặt đất và không khí. Còn cái nhóm sinh vật hàn nhiệt gồm các động vật có tổ chức cao, ví dụ như là chim, thú và con người. Thì đặc điểm của sinh vật này thì có nhiệt độ cơ thể không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. Ví dụ chúng ta có những cái loài chim bồ câu, hổ, gà. Chim bồ câu thì chúng ta thấy là môi trường sống của nó là trên mặt đất không khí, còn hổ là mặt đất không khí, gà cũng vậy. Vậy hoạt động 1 đã kết thúc. Tiếp theo các em sẽ đi vào tìm hiểu cái hoạt động thứ hai, đó là ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật. Thì như các em đã biết, cái độ ẩm không khí và độ ẩm của đất đã ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Ngoài ra, có những sinh vật thường xuyên sống trong nước
hoặc trong môi trường ẩm ướt ven các bờ suối dưới tán cây rừng rậm. Hoặc có những sinh vật sống nơi có khí hậu khô như hoang mạc, vùng núi đá. Ví dụ, chúng ta thấy là các cái nhóm thực vật ưa ẩm thì có cái cây sống nơi ẩm ướt, thiếu ánh sáng, ví dụ là cây bản hà, hoặc cây sống nơi ẩm ướt nhưng có nhiều ánh sáng, ví dụ là cây lúa. Ngoài ra, các em có thấy các cái nhóm thực vật ưa khô, ví dụ như là cây xương rồng và cây bụi ở cái vùng hoang mạc, hoặc cây cỏ mọc trên các cái vùng cát ven biển. Vậy sinh vật sống ở những vùng có độ ẩm khác nhau, có hình thái cấu tạo khác nhau, hay là cây sống nơi ẩm ướt, thiếu ánh sáng thì phiến lá mỏng, bản lá rộng, mô sậu kém phát triển. Ví dụ, các em thấy là có cái cây lan ý hoặc cây bạc hà. Ngoài ra, cây sống nơi ẩm ướt, ánh sáng mạnh thì phiến lá hẹp, mô sậu phát triển, ví dụ cây dừa nước hoặc là cây lúa. Hoặc cây sống nơi khô hạn, cơ thể mọng nước, lá và thân tiêu giảm, lá biến thành gai, ví dụ cây keo lạc đà hoặc là cây xương rồng. Mặt khác, các em còn thấy động vật sống nơi ẩm ướt, ví dụ như là ếch nhái, khi trời nóng cơ thể mất nước nhanh vì da chúng là da trần, nhưng bò sát khả năng chống nước hiệu quả hơn vì da có lớp vảy sừng bao bọc, ví dụ ếch có da trần ẩm ướt, hoặc thằng lằn sa mạc. Vậy dựa vào ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật, người ta chia thực vật thành các nhóm. Thứ nhất là thực vật ưa ẩm, thực vật chịu hạn, và thứ hai, động vật ưa ẩm và động vật ưa khô. Thì ở đây các em có thấy là các nhóm sinh vật thì gồm có là thực vật ưa ẩm, thực vật chịu hạn và động vật ưa ẩm và động vật ưa khô. Thì ở cái thực vật ưa ẩm thì các em thấy là có các cái loài sinh vật, ví dụ cây lúa, cây rái, cây cối, cây dương sỉ, nơi sống của nó là ruộng lúa nước, bãi cọc ven biển dưới tán cây rừng. Còn thực vật chịu hạn thì gồm các cái loài sinh vật, ví dụ là cây xương rồng, cây phi lao, bãi nơi sống là bãi cát, trên đồi, sa mạc. Còn ở cái nhóm sinh vật thứ hai đó là động vật ưa ẩm, gồm có các cái loài sinh vật, ví dụ như là dung đất, ốc sên, ếch, vân vân. Nơi sống của nó là ao hồ, trên cây, trong vườn hay là trong đất. Còn động vật ưa khô thì gồm các cái loài sinh vật, ví dụ như là tê tê, thằn lằn hay là lạc đà, vân vân. Nơi sống của nó là thường là ở cái vùng cát khô, trên đồi hay là sa mạc. Bài 43 tới đây đã kết thúc. Tiếp theo các em sẽ tìm hiểu bài 44, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật. Thì ở bài này em có hai cái hoạt động lớn, đó là hoạt động thứ nhất là quan hệ cùng loài, và có hoạt động thứ hai là quan hệ khác loài. Thì đi vào cái hoạt động thứ nhất, các em sẽ tìm hiểu cái quan hệ cùng loài. Thì các em quan sát hình dưới đây, chúng ta có rừng thông, đàn voi rừng, dừa nước, đàn kiến. Thì đây là các sinh vật cùng loài sống gần nhau là liên hệ với nhau, hình thành nên một cái nhóm cá thể. Vậy trong một nhóm cá thể có những mối quan hệ nào? Đó chính là cái quan hệ hỗ trợ và mối quan hệ cạnh tranh. Vậy các em sẽ đi tìm hiểu cái mối quan hệ thứ nhất, đó là mối quan hệ hỗ trợ. Vì chúng ta có là cái hình ảnh đàn voi hoặc là một khu rừng. Vậy khi nào các sinh vật trong nhóm cá thể hỗ trợ nhau? Thì để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta thấy là khi cái điều kiện sống đầy đủ, ví dụ như là thức ăn, nơi ở, đối tượng mùa sinh sản. Ngoài ra, chúng ta thấy là cái quan hệ cùng loài nó còn có là cái hỗ trợ với nhau, ví dụ như là cái hiện tượng liền rễ ở cây thông, hoặc là cây mọc gần nhau cùng nhau chống lại gió bão, hoặc là hiện tượng thụ phấn ở cây ngô, hoặc là bảo vệ nhau khi đàn trâu rừng hợp sức đuổi sư tử, hay là đàn sư tử hợp tác săn mồi tìm thức ăn dễ dàng, hoặc là cái đàn khỉ nó đảm bảo cái quá trình sinh sản. Vậy cái quan hệ hỗ trợ đối với thực vật thì nó có cái hiện tượng liền rễ chống gió bão, giúp thụ phấn kết hạt tốt. Còn ở động vật thì nó bảo vệ cho nhau tìm thức ăn dễ dàng hơn và đảm bảo quá trình sinh sản. Vậy cái quan hệ hỗ trợ nhau là thế nào, khi nào
các sinh vật cùng loài chuyển qua cạnh tranh. Thì khi gặp cái điều kiện bất lợi, thiếu thức ăn, nơi ở, tranh giành nhau con cái trong mùa sinh sản, thì trường hợp như vậy thì ta gọi đó là cái quan hệ cạnh tranh. Các em sẽ đi vào một cái bước thứ hai, tìm hiểu về cái quan hệ cạnh tranh. Thì trong cái quan hệ cùng loài thì chúng ta có cái quan hệ cạnh tranh. Ví dụ chúng ta đó là cái hiện tượng tự tỉa thưa ở thực vật, hay còn gọi là hiện tượng tỉa cành tự nhiên, gọi là cây cạnh tranh với ánh sáng, thân cây, còi cọc, hoặc là cái hiện tượng đánh nhau để tranh giành thức ăn, nơi ở của con đực cái trong mùa sinh sản ở con ngựa hoặc là con gấu, hay là hiện tượng ăn thịt đồng loại ở cá sấu. Vậy quan hệ cạnh tranh, khi điều kiện bất lợi, sinh vật cùng loài cạnh tranh nhau, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là các cá thể cạnh tranh gay gắt, dẫn đến hiện tượng tách nhóm. Sau đây thì chúng ta có cái một số cá thể phải tách ra khỏi nhóm, ví dụ như là đàn trâu, sau đây thì chúng ta sẽ có cái bài tập tìm câu đúng trong các câu sau. Chúng ta có cái câu thứ nhất: hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể. Ý thứ hai: hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm cho nguồn thức ăn cạn kiệt nhanh chóng. Ý thứ ba: hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm giảm nhẹ cạnh tranh giữa các cá thể, hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn. Thì ở đây chúng ta thấy là cái bài tập đúng đó là cái hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm giảm nhẹ sự cạnh tranh giữa các cá thể, hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn. Vậy trong điều kiện cạnh tranh vừa phải thì cạnh tranh cùng loài có lợi hay có hại? Sau đây chúng ta sẽ có cái phần liên hệ thực tế. Trong chăn nuôi thì cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể và làm giảm năng suất vật nuôi? Ví dụ người ta nuôi heo hay nuôi gà thì với mật độ hợp lý vừa phải, cung cấp đủ thức ăn, nước uống, đảm bảo tỷ lệ giới tính cho chúng, là các con vật lúc bây giờ sẽ tranh giành thức ăn với nhau và sẽ làm nó lớn nhanh hơn và do nó ăn nhiều hơn. Rồi kết thúc cái hoạt động thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một cái hoạt động thứ hai, đó là cái mối quan hệ khác loài. Các em có cái bảng 44 về các mối quan hệ khác loài. Bảng này thì gồm có cái quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch. Trong quan hệ hỗ trợ thì có cộng sinh, hội sinh, đối địch thì có cạnh tranh, ký sinh, nửa ký sinh và sinh vật ăn sinh vật khác. Thì ở đây chúng ta có các cái đặc điểm, cái này các em sẽ tự nghiên cứu cái thông tin sách giáo khoa, các em sẽ thấy. Vậy các em sẽ có 10 cái ví dụ, các em chọn ví dụ nào thuộc về cái mối quan hệ cộng sinh, hội sinh, hay là cạnh tranh, ký sinh, nửa ký sinh, hay là sinh vật ăn sinh vật khác. Có thể các em dùng cái dấu cộng là có lợi, hay là dấu trừ là có hại, còn không là không hại hoặc là không lợi, mấy em điền vào cùng với là cái số thứ tự của từ 1 cho đến 10. Ví dụ 1, ở đi các sợi nấm hút nước và muối khoáng từ môi trường cung cấp cho tảo, tảo hấp thụ nước và muối khoáng và tăng lượng ánh sáng mặt trời tổng hợp nên các chất hữu cơ. Nấm và tảo đều sử dụng các sản phẩm hữu cơ do tảo tổng hợp. Và cái ví dụ chính, vi khuẩn sống trong nếp sần ở rễ cây họ đậu, thì đây là hai cái ví dụ nói về cái mối quan hệ hỗ trợ cộng sinh. Còn ở ví dụ 5, để y sống bám trên cành cây. Và ví dụ 6, cá chép bám vào rùa biển, nhờ đó cá được đưa đi xa. Đây là mối quan hệ hỗ trợ hội sinh. Còn ví dụ 2, trên một cánh đồng lúa,
khi cỏ dại phát triển, năng suất lúa giảm. Ví dụ 7, dê và bò cùng ăn cỏ trên một cánh đồng, thì đây là hai cái ví dụ thuộc về mối quan hệ đối địch cạnh tranh. Còn ví dụ 4, rận và dê bét sống bám trên da trâu bò, chúng sống được nhờ hút máu của trâu bò. Và ví dụ 8, dung đũa sống trong ruột người, đây là mối quan hệ đối địch ký sinh và nửa ký sinh. Còn ví dụ 3, hươu nai và hổ cùng sống trong một cánh rừng, số lượng hươu nai bị khống chế bởi số lượng hổ. Và ví dụ 10, cây nắp ấm bắt côn trùng, đây là mối quan hệ đối địch sinh vật ăn sinh vật khác. Do đó, trong nông nghiệp, con người đã lợi dụng mối quan hệ đối địch giữa các sinh vật khác, khác loài để làm gì? Thứ nhất là người ta dùng cái thiên địch để tiêu diệt sinh vật có hại, hay người ta còn gọi là cái phương pháp đấu tranh sinh học đó. Thì đây còn gọi là cái biện pháp đấu tranh sinh học, diệt được các sinh vật gây hại mà không gây ô nhiễm môi trường. Ví dụ thì trong thực tế thì người ta có thể là nuôi mèo để bắt chuột, hoặc là dùng dịch ăn ốc bươu vàng, hay là ăn sâu. Thì chốt lại thì các em có cái bảng 44 là các mối quan hệ khác loài. Ví dụ quan hệ hỗ trợ thì có quan hệ cộng sinh và hội sinh. Thì cộng sinh thì nó, cái đặc điểm của nó là có lợi, và hội sinh thì thường là có lợi hoặc là không hại hoặc là không lợi. Còn đối địch thì có cái cạnh tranh, thì thường cái cạnh tranh đó, cái quan hệ này là thường là có hại. Còn đối địch ký sinh nửa ký sinh là thường có lợi và có hại. Còn sinh vật ăn sinh vật khác thì thường có lợi và có hại. Vậy sự khác nhau chủ yếu giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch của các sinh vật khác loài là gì? Đó là quan hệ hỗ trợ là cái mối quan hệ có ít nhất một loài có lợi, còn loài kia có lợi hoặc không lợi hay là không hại. Còn có quan hệ đối địch là quan hệ có ít nhất một loài bị hại, còn loài kia được lợi hoặc bị hại. Chúng ta có cái ví dụ như thế này. Con người thì làm việc theo nhóm, hoặc là đoàn kết là sức mạnh. Đó. Vậy trong mối quan hệ của con người có hỗ trợ và cạnh tranh lẫn nhau không? Ở đây chúng ta thấy là có. Ví dụ chúng ta có thể là hỗ trợ với nhau về cái tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái. Cạnh tranh lẫn nhau, ở đây chúng ta có là cạnh tranh về đất đai, rồi là tranh giành về cái địa vị. Vậy con người có tập tính nào như động vật không? Cho ví dụ và có ý nghĩa của tập tính đó. Ví dụ con người có tập tính, cũng có một số tập tính như động vật, có ví dụ như có thể là đoàn kết theo một cái nhóm. Đó, rõ ràng ở đây chúng ta thấy là con người là đoàn kết là sức mạnh. Đó. Khi đoàn kết thì tạo thành một sức mạnh, có thể là chúng ta chống lại cái kẻ thù khi có chiến tranh. Vậy chúng ta thấy là ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật thì gồm có cái mối quan hệ cùng loài. Quan hệ cùng loài thì có quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh. Ngoài ra cái quan hệ khác loài thì có cái quan hệ hỗ trợ, cộng sinh và hội sinh. Còn quan hệ đối địch thì có cạnh tranh, ký sinh nửa ký sinh và sinh vật ăn sinh vật khác. Vậy bài học đến đây kết thúc. Thân ái chào các em, chúc các em có một ngày học tốt.